Theo nhà cái Betfair, Ronaldo là một trong 9 ứng cử viên sáng giá có thể thay thế Solskjaer tiếp quản Man United. Đứng đầu là Brendan Rodgers với tỷ lệ đặt cược rất thấp, đặt 15-8. Còn đó cho thấy vị thuyền trưởng của Leicester City nhiều khả năng sẽ tiếp quản chiếc ghế nóng tại sân Old Trafford. Xếp sau Brendan Rodgers là Zinedine Zidane với tỷ lệ đặt 1-4, cao hơn nhiều so với Rodgers. Các ứng cử viên kế tiếp bao gồm Pochettino, Erik ten Hag, Ralf Rangnick, Martinez, Julian Nagelsmann, Graham Potter và Cristiano Ronaldo. Việc xuất hiện Ronaldo trong danh sách này là khá bất ngờ, vì trong quá khứ, CR7 từng chia sẻ anh không có ý định theo nghiệp huấn luyện sau khi treo giày. Dù giành chiến thắng trong trận ra mắt Barcelona, nhưng Xavi có vẻ không hài lòng về hàng công. Có nhiều thứ chúng tôi cần phải cải thiện và cần phải học hỏi và rút kinh nghiệm qua từng trận đấu. Barca cần phải tạo ra nhiều cơ hội hơn, cần phải nỗ lực cải thiện điều này, vì đội bóng đã rơi vào những tình huống tương tự kể từ đầu mùa. Tôi hài lòng với trận đấu này, nhất là thái độ. Tất nhiên là còn nhiều thứ khác cần phải cải thiện. Ở thời điểm cuối trận, chúng tôi chưa làm chủ được tình thế. Nhưng nhìn chung, đó là một chiến thắng xứng đáng và mang lại niềm vui cho các cầu thủ cũng như người hâm mộ. Luke Shaw có thể sẽ không đá trận Man United làm khách đến Chelsea vì vấn đề sức khỏe. Cụ thể, sau pha va chạm với đối thủ, Luke Shaw đã nằm úp mặt xuống sân. Ngay lập tức, các bác sĩ đã vào sân để kiểm tra. Theo The Sun, hậu vệ người Anh có thể đã bị chấn động não. Vì vậy, Luke Shaw rời sân, nhường chỗ cho Diogo Dalot. Man United vẫn chưa cập nhật về tình trạng của Luke Shaw. Hôm nay, hậu vệ này sẽ được đưa đi kiểm tra nhằm xác định mức độ nghiêm trọng. Đây là lần thứ hai Luke Shaw bị chấn động trong hơn 2 tuần qua. Trước đó, anh đã phải trải qua tình trạng tương tự ở trận thua Man City. Nếu sa thải Solskjaer vào thời điểm này, Man United sẽ phải đền bù hợp đồng với giá trị 7,5 triệu bảng, bằng với mức lương 1 năm của chiến lược gia người Na Uy. Mùa hè vừa qua, Man United đã ký hợp đồng mới có thời hạn 3 năm, nhưng Man United chỉ đền bù 1 năm tiền lương khi sa thải Solskjaer vào thời điểm này. Trên thực tế, việc Solskjaer được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng thay cho Mourinho vào năm 2019 đã là một sự ưu ái lớn từ ban lãnh đạo Quỷ Đỏ. Trong gần 3 năm dẫn dắt Man United, tương lai của Solskjaer đã có một vài lần rơi vào tình trạng báo động, nhưng sau đó, ông vẫn giữ lại được chiếc ghế của mình nhờ thành tích được cải thiện. Cựu tiền đạo Manchester United Dimitar Berbatov cho rằng Man City sẽ giành chiến thắng 2-0 một cách thoải mái trước Everton tại Etihad. Mặc dù họ đã thua trước Crystal Palace, nhưng tôi nghĩ rằng Man City vẫn quá mạnh so với Everton. Họ đang thực sự muốn giành danh hiệu một lần nữa trong mùa giải này. Man City đang có phong độ tốt trong những tuần gần đây. Họ đã thắng 3 trong 5 trận gần nhất ở Premier League để thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng. Đoàn quân của Pep Guardiola đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Man United và họ rất muốn lấy đó làm động lực để tiếp nối phong độ bay cao. Liverpool được cho là sẽ tìm kiếm giải pháp thay thế trong kỳ chủ nhật mùa đông sắp đến. Time Mirror dẫn nguồn từ Daily Star, Liverpool đã đưa Pulisic vào tầm ngắm. Đêm qua, dù lập công cho Chelsea, nhưng tiền đạo người Mỹ thực chất không phải là sự lựa chọn số 1 trên hàng công. Chấn thương mắt cá cùng với Covid-19 đã khiến Pulisic dần đánh mất vị trí của mình tại Stamford Bridge. Liverpool xem đây là cơ hội để lôi kéo cầu thủ 23 tuổi. Jurgen Klopp không còn lạ lẫm với Pulisic bởi họ từng có khoảng thời gian ngắn làm việc cùng nhau ở Dortmund. Arsenal có chung mục tiêu cần chiêu mộ với Liverpool trên thị trường chuyển nhượng, đó là tiền đạo người Thụy Điển Alexander Isak. Sở hữu chiều cao 1m92 nhưng lại sở hữu kỹ thuật kiểm soát trái bóng khéo léo, Isak được xem như Ibrahimovic mới. Mùa trước, tiền đạo 22 tuổi đã ghi đến 17 bàn ở La Liga. Mùa này, anh cũng đã có 3 pha lập công giúp Sociedad đang chia sẻ ngôi đầu bảng xếp hạng với Sevilla. Theo Mirror, Arsenal đang nắm lợi thế trong thương vụ này so với Liverpool bởi Isak đang là ưu tiên hàng đầu của họ. Jurgen Klopp chỉ đơn giản đưa tiền đạo người Thụy Điển vào danh sách mục tiêu, chứ không phải là thương vụ cấp thiết.